Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 4 để thông báo về chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 sắp diễn ra, đồng thời lắng nghe nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc cũng như các kiến nghị của cử tri. Những bất cập xung quanh việc thực thi luật bảo hiểm y tế năm 2015 là vấn đề nhận được nhiều ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Cử tri cho rằng khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là một chủ trương đúng đắn, mang tinh thần nhân văn cao. Tuy nhiên, với quy định mua bảo hiểm theo hộ gia đình đã gây khó khăn cho đối tượng có nhu cầu mua bảo hiểm y tế. Cử tri đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần sớm điều chỉnh để luật bảo hiểm y tế phát huy được hiệu quả như mong muốn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế để người dân khi tham gia bảo hiểm có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến quản lý giá cả xăng dầu, giá điện và các mặt thiết yếu, chính sách về người có công, công tác xây dựng luật, quản lý chất lượng công trình giao thông và việc cấp giấy phép lái xe cũng được cử tri quan tâm và đề xuất nhiều giải pháp. Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến bám sát vào nội dung chương trình kỳ họp Quốc hội, đề cập đến những vấn đề quan trọng của đất nước. Giải đáp các thắc mắc của cử tri liên quan đến vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn cử tri hết sức bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Mục tiêu của nước ta là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả của công cuộc đổi mới, đồng thời tôn trọng hòa bình, hữu nghị, đoàn kết với cộng đồng quốc tế, cùng nhau phát triển. Để bảo vệ cho được cái chủ quyền tài phán của mình, bảo vệ cho cái lợi ích của nhân dân mình, đánh cá, rồi để khai thác dầu khí, rồi tự do hàng hải, v.v. những chuyện đó. Và dứt khoát chúng ta phải dựa vào luật pháp quốc tế, mà cụ thể là Công ước Biển 82, dựa vào DOC là những nguyên tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông mà đã được ký kết đây 10 năm mà giữa Trung Quốc và ASEAN. Chúng ta là nước nhỏ, đường lối chúng ta hòa hiếu, chúng ta muốn hòa bình, muốn hữu nghị để xây dựng đất nước ta. Nhưng mà chủ quyền chúng ta dứt khoát là không nhân nhượng. Chủ tịch nước tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri về cải thiện nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng bộ máy chính quyền ổn định, hiệu quả và vững mạnh. Đây cũng là các vấn đề sẽ được thảo luận và xem xét tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 nhằm đem tới những hiệu quả thiết thực, phục vụ lợi ích chính đáng của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.